Dạ, chúng con thành kính lãnh lễ ngài Hòa thượng Tề Siêu vừa quang lâm vào đạo tràng. Dạ, Như Pháp kính mời quý vị cùng với Như Pháp lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư. Trước khi đạo tràng chúng ta được ngài Tề Siêu giảng giải hai bài học ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn cô Đặng Đông, cảm ơn Tina cho Như Pháp biết được tín hiệu. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Nam mô ta sa pha ga wa tơ a ra ha tơ sam ma sam bút tha sa. Nam mô ta sa pha ga wa tơ a ra ha tơ sam ma sam bút tha sa. Nam mô ta sa pha ga wa tơ a ra ha tơ sam ma sam bút tha sa. Hàng thiện tính mãi mê trần cảnh, nghiệp bơn bề nặng gánh lo toan. Ít khi tâm trì rảnh rang, não phiền kết buộc sân tham còn nhiều. Nghe chánh pháp như người được ngọc, nghe pháp nhiều chư Phật ngợi khen. Phước sanh trí tuệ vô biên, đường đi sáng tỏ nhân duyên rõ ràng. Tịnh pháp sư đăng đàn thuyết giáo, quỳ nơi đây tâm đạo tinh thành. Ngưỡng mong chánh pháp thịnh hành, ngưỡng cầu thâm nhập đạo lành Như Lai. Dạ, cảm ơn cô Rạng Đông cho bài học. Dạ, trước khi con thỉnh ngài, con xin được đọc phần thánh kinh ạ. Kinh Tiểu Bộ Khuttaka Nikaya Itivuttaka chương 3, ba pháp phẩm 2, bài 66 La Mã. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A La Hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, có ba thanh tịnh này, thế nào là ba? Thân thanh tịnh, lời thanh tịnh, ý thanh tịnh. Này các tỳ kheo, có ba thanh tịnh này. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này đã được nói đến. Thân và lời thanh tịnh và ý cũng thanh tịnh, không có các lậu hoặc, đầy đủ sự thanh tịnh. Vị như vậy được gọi đã từ bỏ tất cả. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Bài 67 La Mã. Điều này đã được Thế Tôn đến và được các bậc A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, có ba trầm lặng này, thế nào là ba? Thân trầm lặng, lời trầm lặng, ý trầm lặng. Này các tỳ kheo, có ba trầm lặng này. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này được nói đến. Thân và lời trầm lặng và ý cũng trầm lặng, không có các lầu hoặc, đầy đủ với trầm lặng của các bậc chân thượng sĩ, được tên gọi là vị đã tắm sạch điều ác. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Nam mô Bụt Tha Giá. Con xin thay mặt đại chúng trong rung thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Hòa thượng Tề Siêu từ bi thuyết giảng hai bài học ngày hôm nay. Như pháp kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ, con kính nhân mít đến ngài. Dạ, con thỉnh ngài cầm mít bạch ngài. Chưa cầm mít rồi đó. Quý vị có nghe nói không? Anh đừng một bức thai chứ.
Kính lễ Đức Phật, kính lễ lễ giáo pháp, kính lễ lễ tăng chúng. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin lỗi hôm nay chúng tôi cũng bị bận rộn công việc nhiều, cho nên sau khi làm việc xong giờ này chúng tôi mới vào rung được. Hôm nay chúng ta học hai từ. Sotiya. Có ba cái sự thanh tịnh. Là thân thanh tịnh, khẩu thanh tịnh, ý thanh tịnh. Còn cái bài thứ 67 thì nói đến thật ra thì ở đây khi mà dịch là trầm lặng chữ mô này giá mô này giá sức tầm chữ mô này giá nó có ý nghĩa khác không hẳn chỉ là cái sự trầm lặng. Ở trong chú giải khi nói đến chữ Sotiya thì giải thích đó là chữ Sotiya, Sotiya là cái tình trạng hay là cái trạng thái trong sạch. Thì ở đây chúng ta vậy là ba thanh tịnh thì được. Ok. Kayaso Chaya nó đồng nghĩa chữ ca giá xuất cho được tăng, tức là thân thiện hạnh mà chúng ta học ở trong cái bài 65. Quát chi xô chê giá là chỉ cho quát chi xuất cho đi tắt là khẩu thiện hạnh. Khẩu thiện hạnh là khẩu thanh tịnh. Và Manusaya Sotiya, ý thanh tịnh ở đây là chỉ cho Manusucharita. Xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Chúng tôi cũng vẫn nói lớn mà.
người từ sự sát sanh và na thi pa ta viramani vân vân, thì đó được gọi là từ bỏ sát sanh, từ bỏ trộm cắp, từ bỏ tà dâm. Thì đó được gọi là thức nó là thiện hạnh sucharita, hay là thân thiện hạnh kaya sucharita. Kaya sucharita thì được gọi là kaya sucharita, tức là thân thanh tịnh. Còn một người từ bỏ nói dối, từ bỏ lời nói linh thọ chia rẽ, từ bỏ lời nói độc ác, từ bỏ lời nói vô ích, như vậy được gọi là Mano Sucharita. Và Mano Sucharita là khẩu thiện hạnh đó, chính là Mano Sayya Sô Chê Giá, tức là khẩu thanh tịnh. Từ bỏ tham ác, sân ác, tà kiến ác, như vậy gọi là Mano Sô Chê Tá, ý thiện hạnh, đồng nghĩa với Mano Sô Chê Giá, tức là ý thanh tịnh. Đức Thế Tôn đã nói lên bài kệ này, thân và lời thanh tịnh và ý cũng thanh tịnh, không có các lậu hoặc, đầy đủ sự thanh tịnh. Vị như vậy được gọi đã từ bỏ tất cả. Vì thân khẩu ý mình được quý diễm là do nơi cái nghiệp phiền não, mà tạo ra hành động lời nói và tư tưởng xấu. Cho nên một người từ bỏ cái thân ác hạnh, khẩu ác hạnh, ý ác hạnh, thì như vậy được gọi là một người có thân thanh tịnh, khẩu thanh tịnh và ý thanh tịnh, là một vị đã diệt trừ các cái lậu hoặc phiền não. Vì đã từ bỏ tất cả những cái nghiệp phiền não. Cho nên trong cái bài học thứ nhất, nó cũng không khó khăn gì để cho chúng ta hiểu một hành động mà mình làm do nghiệp phiền não sai khiến, thì cái đó là bất tịnh. Nhưng khi từ bỏ được cái nghiệp phiền não đó, thì cái hành động thân khẩu ý của vị này sẽ được trong sạch. Cho nên ở đây nó gọi là kai giới xuất trình, quá trì xuất trình và nô xuất trình. Chữ xuất trình như trong trường hợp này, chữ xuất trí nó đồng nghĩa với chữ xô
Sucayasampannam. Là thành tựu thanh tịnh. Chỉ thay đổi danh từ thôi thưa quý vị, cái danh từ gọi. Cũng như một người thân dơ bẩn, nhớt nhát, nhưng khi người đó tắm rửa sạch sẽ thì gương mặt sẽ sáng lên và thân được thoải mái, dễ chịu. Thì như vậy một người đã tắm rửa không còn dơ bẩn nữa thì được gọi là một người sạch sẽ. Cũng vậy, khi một người từ bỏ thân ác hạnh, khẩu ác hạnh, ý ác hạnh, người đó được gọi là có thân khẩu ý thanh tịnh, tức là trong sạch. Đó là ý nghĩa mà Đức Phật đã dạy trong cái bài kệ, ở trong cái bài kinh nói về Sucayasutta. Rồi trong cái bài kinh số 67 đó, cũng là Đức Thế Tôn thuyết về thân khẩu ý, nhưng mà Ngài dùng cái chữ Mô-nê-giá, bài kinh Mô-nê-giá sức tầm. Cái chữ Mô-nê-giá, Mô-ná ở đây đó, được giải thích như thế này. Mô-nê-giá ni-tí e-thá i-thá-lô-ká pa-rô-lô-kăng a-tá-hi-tá tành chắc mũ nà tí mũ nà tí tí mũ đi. Nếu mà chúng ta dịch là trầm lặng thì nó cũng chưa có sắc nghĩa lắm thưa quý vị. Tại sao? Bởi vì trầm lặng chỉ có nghĩa là một người điềm đạm ít nói, suy tư vậy thôi. Nhưng mà chữ mô đa giá, chữ mô đi á, nó có nhiều nghĩa. Ở trong đó còn có nghĩa là trí tuệ, một trí tuệ. Bởi vì chữ Mu-na-tí, động từ Mu-na-tí có là nghĩa là hiểu biết. Hiểu biết cái gì? E-tha I-tha-lô-ká Pa-ra-lô-căng, tức là hiểu biết đời này, hiểu biết đời sau. Antahita Parahita Munati Antahita Parahita Incha Munati, và hiểu biết cái điều lợi ích cho mình và lợi ích cho người. Thì như vậy gọi là bậc muốn đi, thì bậc muốn đi.
Cho nên nếu mà chúng ta lấy theo chung chú giải đó, Itiloka parokam atahita parahitam buddha tỳ tí mù đi, thì chúng ta không thể nào dịch cái chữ mô mô này giá hay là chữ mô lý mà dịch là trầm lặng được. Mà ở đây những cái trí tuệ đó, cái bậc mà được gọi là muốn lý, đặc biệt là chỉ cho vị A-la-hán. Vị Ithapana Arahawa Thipito là ám chỉ cho vị A-la-hán. Cái bài kinh này là Đức Phật ám chỉ vị A-la-hán. Mặc dù người có trí tuệ hiểu biết đời này đời sau, hiểu biết lợi ích cho mình, hiểu biết lợi ích cho người đó, thì bao gồm cả Sattaseka Arahata, tức là bảy bậc hữu học và bậc A-la-hán, A-la-hán quả là bậc vô học, cùng với Kalajana Puthuchanina Sathin là cùng với hạng hảo phàm phu. Hảo phàm phu như chúng ta đây là những người có tu tập, có nghe pháp, và chúng tôi có niềm tin, có chính kiến, cho nên chúng ta có sự hiểu biết về cái đời hiện tại, và chúng ta hiểu biết về cái đời tương lai. Chúng ta hiểu biết rằng ngay trong hiện tại, nếu từ bỏ thân ác hạnh, khẩu ác hạnh, ý ác hạnh đó, thì hiện tại được lạc trú. Và trong tương lai, tức là đời sau đó, paralokam, đời sau chúng ta sẽ được hạnh phúc cõi nhân thiên. Lại nữa, phàm phu chúng ta cũng có thể biết được là khi mà mình từ bỏ thân ác, từ bỏ khẩu ác, từ bỏ ý ác, cái điều đó lợi cho mình là bởi vì kẻ ngu si thiểu trí quanh quẩn trở đi trở lại, chính họ là kẻ thù của họ, vì họ tạo nhiều cái ác nghiệp, vì thân vì khẩu vì ý, cho nên họ sẽ bị khổ đau, giống như là xét xem ra người xác, xác đó, rỉ xác đó nó sẽ trở lại ăn mòn thân xác. Chúng ta hiểu biết như vậy, cho nên chúng ta cố gắng, chúng ta từ bỏ những cái ác nghiệp, để là chúng ta đem đến cái sự lợi tiến hóa cho mình và đem đến lợi cho người khác. Thí dụ như khi mà chúng ta hiểu biết về Phật pháp, hiểu biết về cái điều thiện, hiểu biết về phước báo, chúng ta hướng dẫn cho người khác cũng cùng tu tập, cho người khác, người mà chưa có đức tin mình làm cho họ có đức tin, người mà chưa giữ giới mình khuyến khích họ giữ giới, người mà không có xả tài bố thí mình khuyến khích họ để cho họ biết xả tài bố thí, người không có trí tuệ mình hướng dẫn cho họ để trở thành người có trí tuệ, hiểu được lý nhân quả nghiệp báo, hiểu được khổ tịch diệt lão. Thì như vậy trong trường hợp này là chúng ta hiểu biết về lợi ích cho người khác,
Lại nữa, khi mà nói đến lợi ích cho người, lợi ích cho mình đó, thì ở đây có đoạn kinh Đức Phật dạy rằng người mà tu tập bị giới, tự mình tu tập bị giới là lợi ích cho mình, và khuyến khích người khác tu tập giới là làm lợi ích cho người. Người tu tập thiền định là lợi ích cho mình, khuyến khích người khác tu tập thiền định là lợi ích cho người khác. Người tu tập về tuệ là người làm lợi ích cho mình và khuyến khích người khác để tu tập về tuệ, thì như vậy làm lợi ích cho người khác, vân vân. Hãy chúng ta làm cái điều gì có lợi cho mình và chúng ta hướng dẫn cho người khác, thì như vậy được là làm lợi cho mình, làm lợi cho người. Người mà hiểu biết về cái lợi ích cho mình, lợi ích cho người đó, thì như vậy được gọi là, được gọi là bậc môn đi, là một tiến sĩ, một người có trí. Ở đây chúng ta cũng nên biết thêm rằng khi mà chúng ta tu tập, chúng ta giữ giới tốt đẹp, chúng ta không sát sanh hay làm lỡ cho mình, và chúng ta cũng làm lỡ cho người, bởi vì những chúng sinh mà ở gần gần mình, chúng ta ban cho nó, ban cho chúng sanh ấy một cái sự an toàn, một cái sự không sợ hãi. Vì họ ở gần cái người có giữ giới thì chúng sinh đó sẽ không có bị tai hại, không có bị chết. Cho nên cái đó chúng ta giữ giới cũng làm lợi cho mình, lợi cho người khác. Chính vì vậy, người mà có trí tuệ hiểu được lợi cho mình, lợi cho người khác, cho nên khi mà người đó từ bỏ sát sanh trộm cắp tà dâm, như vậy được gọi là trong sáng. Cái chữ trong sáng đó, chúng tôi xài cái chữ muốn đi hay là muốn đây mô đây giá, nó cũng hàm nghĩa là có trí tuệ. Chúng tôi từ bỏ việc mà chúng ta từ bỏ ba cái thân ác hạnh, như vậy được gọi là ca giám mô nay dâm. Như ở trong chú giải có giải thích rằng tất thất cách tâm ăn ca giám mô nay dâm, thế nào là thân trong sáng, thiên vi thác ca giám đối trời để tác sát và hành năng, là sự từ bỏ ba thân ác hạnh đó được gọi là ca với mô đây dần. Lại nữa, thiên vi thân ca với xuất cho tăng ca với mô đây dần, người mà tu tập ba cái thân thiện hạnh, ca với xuất cho ra cũng gọi là ca với mô đây dần.
Ở trong chú giải giải thích, chúng ta xem cái đoạn này chúng ta sẽ thấy rất là rõ, rõ nghĩa. Kaya Ramade Nhanam Kaya Munayam. Cái trí tuệ mà hiểu được thân, như vậy được gọi là hiểu được thân hành, thân cảnh, gọi là thân trong sáng, hoặc là kaya parinya, parinya kaya parinya, tức là biến tri thân, gọi là kaya monaya. Parinya sangato bhakkhu, hiểu biết về con đường dẫn đến đạo mà đồng sinh với đạt tri, đồng sinh đạt tri gọi là vô kaya monaya. Kaya svin thành ra gấp ba hà năng, tức là từ bỏ dục tham đối với thân này, đi về người kaya monaya. Hoặc là kaya sankhara nirodha chatuthacchana sabbapati kaya bhutaya. Cái câu này là nó cao cấp hơn, thú vị. Chứng được tứ thiền, tức là ngũ thiền sắc giới, nói theo vi diệu pháp, tứ thiền theo tạng kinh. Chứng được tứ thiền, diệt thân hành, tức là diệt hơi thở, như vậy gọi là kaya munayam. Ghê gớm lắm thưa quý vị. Ngay khi mà chúng ta nói đến cái này thì chúng ta thấy rõ ràng là ở đây cái chữ bồ đề giá hay là chữ muni không phải nghĩa đơn giản là thân trầm lặng đâu, mà nó phải gồm có nhiều nghĩa trong đó. Nghĩa thứ nhất là phải từ bỏ thân ác hạnh, hai là thực hành thân thiện hạnh, ba là cái trí tuệ hiểu biết được không, tức là lấy cái thân này làm đối tượng để một quán vô thường khổ đau vô ngã đó. Và thứ ba, thứ tư là chúng ta phải biến tri cái thân này, tức là rõ biết cái thân này nó là sắc pháp, nó có bao nhiêu nhân sanh vân vân, thân thọ nghiệp tâm âm dương vật thực, nó tạo ra cái thân này, người ta biến tri như thế. Rồi cái đạo lộ mà câu sanh với đạt tri về thân thì cái đó cũng gọi là thân hành, ấy thân kaya munaya. Nó có nhiều nghĩa được gọi là kaya munaya. Như vậy chúng ta có một nghĩa, hai nghĩa, ba nghĩa, bốn nghĩa, năm nghĩa, sáu nghĩa, bảy nghĩa, tất cả bảy nghĩa. Những nghĩa như vậy đó được gọi là kaya munaya. Rồi bây giờ khi mà chúng ta nói đến khổ hạnh đó cũng vậy, chúng ta cũng lấy bảy nghĩa, nhưng mà nó khác hơn như thế này. Nghĩa thứ nhất, chánh thức vi tha qua chi đút chờ đi tát sát và hà năng, tức là cái sự từ bỏ bốn cái khẩu ác hạnh, là nói dối, nói đâm thọc, nói độc ác, nói vô ích, cái đó gọi là thân, gọi là khẩu trong sáng, mano qua chi mô đề giác.
Thứ hai, chánh thức vị thần của chị xứ Chờ Đề Tát. Rồi thứ ba là Qua Cha Ramane Nha Năng. Thứ tư là Qua Cha Parinyay Parinya, tức là đọc tri khẩu. Thứ năm, Parinya Sahagato Bhakvo, tức là đạo mà câu sanh với đặc tri. Và thứ sáu là Qua Cha Giác Chanh Đa Ra Gấp Hà Năng, tức là sợ đoạn trừ dục tham đối với lời nói khẩu. Thì như vậy cũng gọi là, cũng gọi là đặc trưng. Nhưng mà cái câu chót á, Qua Chi Sankhara Nirodha Dutiyacchana Samapatti Qua Chi Mu Munayam, thì cái nghĩa chính ở đây đó là chứng được vị thiền, diệt khẩu hành, tức là diệt tầm tứ. Vị thiền ở đây, vị thiền theo tạng kinh đó là diệt tầm tứ, bởi vì thân hành là hơi thở, khẩu hành vajji sankhara ở đây tức là tầm tứ, sở hữu tầm, sở hữu tứ. Mà diệt được tầm tứ, chứng được vị thiền, như vậy gọi là vajji moniyam. Cái nghĩa chót là cái nghĩa rất là quan trọng. Cái nghĩa chót ít ai biết lắm thưa quý vị. Nếu không có chú giải thì chúng ta không thể biết được cái chỗ đó. Sống đây chắc luôn cho quý vị. Cái điều này thì đã được nói nhiều ở trong Trung Bộ Kinh, trong bài kinh Đa Thọ. Nhưng mà vì chúng ta có học qua rồi, chúng ta không có chú ý. Khi mà Tỳ Kheo Ni Dhammadinna thuyết pháp cho ông Thiện Nam Quý Sàng Khác, thì ông Thiện Nam đó nó chất vấn thánh ni đó về pháp, thì vị thánh ni này là một vị pháp sư lỗi lạc. Ngài đã trả lời dần dần, khi mà diệt thân hành, diệt khẩu hành, và chúng ta ít có bao giờ chúng ta để ý đến. Còn bây giờ chúng ta nói đến Manu Munayam, tức là ý trong sáng ở đây đó là như thế nào. Thiên vị tháp Manu đối trời thì tác sạm và hành năng Munayam. Cái nghĩa thứ nhất là cái sự từ bỏ ba cái ý ác hạnh là tham ác, sân ác, tà kiến ác. Tham sân và tà kiến, thì như vậy gọi là ý trong sáng. Nghĩa thứ hai, tiên vi thăng Manu Sucharita, là thành tựu ý thiện hạnh, là ly dục vô sân và chánh kiến. Manaramane Nha Năng, tức là cái trí tuệ mà lấy ý đối tượng hay ý làm cảnh. Mano Parinyaya Parinya, tức là đạt tri đối với ý. Parinya Sahagato Bhakvo cũng vậy, là đạo khởi lên câu hành với đạt tri. Đạt tri về ý. Manasvin Chân ra ra gấp hà năng, tức là sự đoạn trừ dục tham đối với ý. Nhưng mà cái câu chót đó thưa quý vị,
chúng ta sankhara nirodha sanya vedati vedita nirodha samapatti. Cái này được gọi là mano vinyay mano mô đầy danh tiết, gọi là ý trong sáng, tức là cái sự chứng diệt thọ tưởng định, diệt trừ tâm hành. Tâm hành ở đây tức là thọ quẩn và tưởng quẩn, cái tâm sở thọ, tâm sở tưởng. Hãy diệt thọ tưởng thì cái đó được gọi là mano mô này giá. Trong cái bài kinh thứ hai này nó khó hiểu lắm, chứ không phải là dễ hiểu. Trong cái bài kinh thứ nhất, khi mà chúng ta nói đến sô chay giá, nó đồng nghĩa với cái chữ xúc trí phao quá. Thì ở đây hãy thân thiện hạnh, chủ thiện hạnh, ý thiện hạnh, thân thiện hạnh thì nó đồng nghĩa với thân, thân khẩu thiện hạnh gọi là khẩu thanh tịnh, ý thiện hạnh gọi là ý thanh tịnh. Nhưng gọi là thân trong sáng thì nó phải có cái trí tuệ can thiệp vào và có những cái pháp chứng đắc can thiệp vào. Thí dụ như ngoài cái việc mà từ bỏ thân ác, khẩu ác, ý ác ra, thì còn phải thành tựu được thân thiện hạnh, khẩu thiện hạnh, ý thiện hạnh, hay là đạt tri đối với thân thiện hạnh, đối với thân, đối với khẩu, đối với ý. Nhưng mà cái nghĩa rốt ráo thì ca giác mua đây giác ở đây là để chỉ cho cái sự đắc chứng tứ thiền, là diệt hơi thở hay là diệt thân hành. Còn khẩu trong sáng qua chi mô đề giá ở đây, cái nghĩa rốt ráo là đắc được vị thiền, diệt tầm tứ, hay là khẩu hành, diệt khẩu hành. Và mắt đô quy, mắt đô mô đề giá ở đây, ý trong sáng ở đây, cái nghĩa rốt ráo là để chỉ cho đức được diệt thọ tưởng định, diệt trừ cái tâm hành, diệt trừ tâm hành, đoạn diệt tâm hành, tức là đoạn diệt thọ tưởng. Lúc đó, đó như bây giờ một vị A-la-hán hay là một vị A-na-hàm, khi mà ngài đã nhập thì diệt, diệt thọ tưởng định đó, thọ tưởng không còn nữa. Trong suốt 7 ngày thọ tưởng không có, cho nên tâm không sanh. Thế là cái này được gọi là mano mô này giá, mano mô này giá. Cho nên trong cái ý nghĩa này, ý nghĩa cao cấp, ý nghĩa này ý nghĩa quan trọng, chúng ta học thoát qua như thế này, nhiều khi Phật tử chúng ta không có ghi nhớ, không có nhớ được. Nhưng mà chúng ta phải nghe đi nghe lại hoài 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 hoài, chúng ta mới có thể nhớ biết được. Nhất là những cái chi pháp, chúng ta cần phải hiểu rõ, chúng ta mới có thể nhớ được. Còn nếu cái chi pháp mà chúng ta không hiểu rõ thì chúng ta sẽ quên, sẽ không nhớ. Bây giờ trong cái ý nghĩa mà cai giác mô đề giác, quách chi mô đề giác và nít nô mô đề giác,
thân trong sáng, khẩu trong sáng, ý trong sáng. Thì ở đây chúng ta nhớ lý cái nghĩa đầu là sự từ bỏ thân ác, khẩu ác, ý ác hạnh. Thì đó là chúng ta tu tập được. Nếu chúng ta muốn cho cái thân trong sáng, khẩu trong sáng, ý trong sáng. Nhưng sâu sắc hơn thì đối với một vị đoạn diệt được thân hành là hơi thở, gắt được cái thiền tứ thiền, diệt khẩu hành là tầm tứ, đắc được vị thiền, và diệt thọ tưởng đắc được thọ tưởng định, đắc được thiền giờ thọ tưởng định. Thì như vậy được gọi là thân khẩu ý trong sáng theo cách cao cấp, nhưng chúng ta chỉ học hai cái phần đầu thôi, tức là từ bỏ thân ác, khẩu ác, ý ác, ý ác hạnh, thành tựu thân thiền hạnh, khẩu thiền hạnh, ý thiền hạnh, như vậy là đủ rồi. Như vậy thì thân của chúng ta trong sáng, khẩu trong sáng, ý trong sáng. Còn nếu như chúng ta đã quen nói rằng thân trầm lặng, khẩu trầm lặng, ý trầm lặng thì chúng ta cứ xài, nhưng mà phải hiểu nghĩa khác, chứ đừng hiểu cái nghĩa chữ trầm lặng. Giống như trong từ điển tiếng Việt của chúng ta thì nó hạn chế quá. Trong hai người, một người phát biểu nhiều, còn một người bạn kia thì chỉ ngồi im lặng tình nghinh thôi. Thì trong hai người đó, chúng ta nói cái người nói nhiều đó, cái người đó lên lợi hay là hiếu động. Còn cái người mà ít nói, chúng ta gọi là người có tính trầm lặng. Do đó cho nên cái chữ trầm lặng mà chúng ta xài ở đây thì chúng ta không lột hết ý nghĩa được. Chúng ta không lột hết ý nghĩa được. Nếu cái chỗ này đó, thì thưa quý vị, cần phải nhắc. Nếu mà không nhắc mà cứ ở trong bản kinh dịch như thế nào dựa theo đó mà giảng giải không đó, thì các Phật tử chúng ta hiểu trong cái nghĩa thông thường, chúng ta bỏ cái nghĩa đặc biệt thì nó uổng lắm thưa quý vị. Cho nên chúng ta chịu khó, chúng tôi giải thích theo tâm trạng để các Phật tử chúng ta hiểu cái chữ mô đề giá, cái nghĩa kaya mô đề giá, vachi mô đề giá và magno mô đề giá. Ba cái nghĩa đó, thân khẩu ý trong sáng đó, thì nghĩa đặc biệt chứ không phải là cái nghĩa tầm thường là thân trầm lặng, khẩu trầm lặng, ý trầm lặng không đâu. Vì cần phải ghi nhớ. Thì chúng ta kết thúc của bài giảng và bây giờ chúng ta chuẩn bị, chúng ta đi vào trong rung lớp Phật pháp của Thích Thâm Bá trong ít phút nữa, trong ba phút nữa. Xin thượng tọa mình xin kính thỉnh thượng. Bhagavata sattam mangalam kantuna bhavena sada sathai bhavantu te bhagavata sattam mangalam rakkhantu sabbe devata sabbadhammana bhavena sada sathai bhavantu te bhagavata sattam mangalam rakkhantu sabbe devata sabbasanghana bhavena sada tu te. Được can phu ngàn có đến người cầu xin chữ thị.
người oai đức của chư Phật, oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng các sự thành lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Và sau thú lành thai, chúng ân hòa thượng Tệ Siêu, thượng tọa Minh Hạnh, thượng tọa Thanh Tâm, đại đức đức minh cho chúng con được thọ trì quy tài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính mời cùng cảm dân hồi hướng. Đề quá ta sa vi ha ra wa si ni thu pe ga re bồ thi ga re tại